những hình ảnh quen thuộc, những âm thanh hào hùng, và chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber Đâm Vào Gaming trong tựa kinh The King of Fighters All Star, hay ngày xưa còn biết đến ở phiên bản Việt Nam chúng ta có tên gọi là Quyền Vương Chiến VNG, nhưng mà đã sập cách đây đâu đó tầm khoảng đôi năm rồi. Và đây là một bản Quyền Vương Chiến bản gốc của bên server Trung Quốc, dưới sự phát hành của X7 Game. Kiểu nét, ôi xổi, ôi nó ngầu à. Thân quen thật sự, ngày xưa để sở hữu được Kiểu nét thì nó là siêu siêu đẳng cấp. Và là gì nhở, Legendary gì, có lẽ anh em chắc không bao giờ quên được cái tên này. Một trong những người mạnh nhất của Quyền Vương Chiến VNG của ngày xưa anh em nhận, đúng không? Kiểu Kusanagi. Làm sao có thể quên được những động tác này, những âm thanh này, và những cú đấm ra lửa này đến từ vị trí của Kyo Kusanagi được chứ, đúng không anh ạ? Đây là Diamond Đại Đế. Chúng ta có một cái combo rất lạ mắt, đúng không anh ạ? Thời điểm hiện tại này như chỉ có mỗi con Quyền Vương Chiến này có dạng kiểu combo 1-2-3 này thôi anh em nhé, đúng không? Combo tích nộ 1-2-3 đấy, nó còn nhắc nhở chúng ta phải nghe âm thanh vào, bật tai nghe lên và nghe để cảm nhận. Nhưng mà thật sự với các bạn là mình quá quen thuộc với những cái tựa game như thế này rồi, và mình quá quen thuộc với những âm thanh như thế này rồi, không còn lạ lẫm nữa. Những cái âm thanh đến từ thế giới cao ép nó như kiểu hằn sâu trong tâm trí của mình vậy, không biết là anh em có bị giống như mình hay không. Thật sự là như vậy nhá. Những cái bản nhạc của cao ép ấy, thật sự các bạn với một người được chơi gắn bó cái cao ép đó tầm khoảng chục năm như bây giờ thời điểm này, thì thật sự các bạn những cái âm thanh này, những cái chiêu thức này, hay là những cái gì ở hoạt ảnh, những cái tiếng mà gồng lên chỉ cần nghe thôi là bạn đã biết đó là ai vậy. Đúng không nhỉ? Lỗi là chúng ta phải chỉ cần nghe thôi cũng có thể đoán được chương trình vậy, đúng không? Giống như kiểu là nghe nhạc hiệu và đoán chương trình vậy nha anh em nhá. Không thể nào lệch đi đâu được với tựa game The King of Fighters này các bạn. Ấy là mít combo nào. Đây là đang đuổi thằng công tử nhà giàu Benimaru nha anh em nhá. Con trai của tập đoàn gì là Nintendo nhá. Tập đoàn mà số 1 vũ trụ GAV thời điểm hiện tại này, kể cả trong game cũng như là ngoài đời anh em nhá. Ngoài đời như có tập đoàn Nintendo thì phải, các bạn, đúng không? Cái tập đoàn này thì nó dã man như thế nào chắc không phải hình dung nữa. Ô, sao lại nhìn Benny có phải gầy đi nhỉ? này có cảm giác nhiều mặt Benny nhiều vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ về sao ấy, cảm giác gầy hơn, hay là cái bản này nhìn nó gầy hơn đấy anh em nhé. Hay lâu rồi mình không gặp công tử, có lẽ là mình ở đẳng cấp khác. Kẻ nghèo hèn thì làm sao mà gặp được mẹ con nhà giàu như Benny rồi anh em. Công tử đoạn này nhìn có vẻ hơi hốc hác một tí, nhưng mà vẫn toát lên một phong thái rất là nhiều tiền đến từ vị trí của Benny Maru nhỉ. Những đòn tê liệt này làm nên thương hiệu. Nào, Sanagi đấm thương hiệu anh em. Đây là chiêu thức gì ạ? Tên Việt Nam nó là gì nhỉ? Tên Việt Nam là cái gì quên xưa hết rồi, nhưng mà ngày xưa mẹ nhớ ra như lên rồi, xong rồi cùng từ ngày chơi mấy cái bản sau rồi quên cả chiêu thức nha các bạn nhá. Đấy, vào cái anh em nhìn này, trò luôn Kyo đi SSR anh em nhá. Con chó điên này với bác chị nữ không để lệch đi đâu được anh em ạ. Tặng VIP luôn anh em nhá. Đấy, vào cái anh em lên thẳng VIP luôn. Ui ôi, còn tặng cái iPhone 14 nữa à, bây giờ phải lên 15 rồi. Đắc cha một vé. Út rồi ơi, ra đúng công tử luôn. Rồi hơi hốc hác nha, nhưng mà hoàn thành 3D đẹp này các bạn. Hơi tiếc là cái con này nó lại sập mất ở xe Việt Nam chúng ta. Giá như nó không sập thì về ngon rồi anh em nhé. Giá như nó không sập thì nó có vẻ ngon không như lệ. Sập hơi đáng tiếc anh em. Nó vừa cho mình Yori cơ mà nhỉ. Yori đâu? Con Yori SSR của mình đâu nhỉ? Công bố nhanh nhàng nha. Đấy, cách perfect nhanh nhàng nha. Tính con độ 1-2 nha. 1-2-2-1-1-2 ngày xưa. Ngày xưa ông nào thổi cái combo rồi nhỉ? Cũng kinh điển nhỉ, ngày xưa nó có. Nó đâu đó phải tầm khoảng mấy chục cái combo nha, đúng không? Những cái combo, mỗi combo nó lại có một cái hiệu ứng dụng một chiêu thức khác nhau nhỉ. Mình nhớ có một đợt mà học theo combo nha. Làm sao tính toán, làm sao nó hợp lý anh em nhé, đúng không? Sợ không nếu mà nó không đủ nộ anh em. Một. Mình nhớ có cái đợt nào á. Mình nhớ có cái đợt nào ấy nhỉ? Có một cái hoạt động gì nữa mà nó liên quan đến cái combo nhỉ? Anh em còn nhớ không? Có một cái hoạt động gì liên quan đến cái combo á. Không phải là cái hoạt động mà nó hướng dẫn anh em combo mà hoạt động gì.
nó bắt buộc nếu anh em combo combo sai ấy, là mít ấy. Combo sai là nó mít game thôi nha. Combo sai là nó mít game ấy, mình chỉ nhớ mà máng thôi. Không nhớ hẳn là chính xác nó là như thế nào đâu. Nhưng mà đây là một con game mà cực kỳ cũng hoài niệm phết đấy anh em nhỉ. Cũng hoài niệm phết đấy. Đó, đi ải thành công nha anh em nhá. Một con game rất hoài niệm nhỉ. Nhận luôn đại đế 20 mảnh. Nhận luôn đại đế 20 mảnh mà chúng ta có thể ghét được đại đế anh em nhá. Đại đế 3 sao. Đại đế mắt hít hùm hịp lại anh em. Mắt hít hùm hịp lại đến từ vị trí của đại đế. Anh em để ý không? Tất cả những cái bộ truyện ấy nó đều xây dựng một nhân vật như vậy. Nếu như ở trong Naruto ấy, thì có Naruto với cả Sasuke này. Ở trong này thì có Kyo với Iori này. Trong Dragon Ball thì có ai nhỉ? Dragon Ball thì có Kakarot, Sunoku và gì nhỏ Vegeta các bạn nhé, Vegeta các bạn, đúng không? Mỗi nhân vật ấy, nó mỗi một bộ truyện nó đều xây dựng một combo bạn bè như vậy anh em nhé. Lúc nào hai thằng đúng không? Một thằng là main chính, một thằng là main phụ kiểu như vậy. Xong rồi đồng hành song hành cùng với nhau. Lúc đầu kiểu gì là kẻ thù, sau này về sau thì lại là thành đồng đội nha anh em nhé. Đó, thì anh em biết này, đây là hiện tại thì con game này mình đang tải ở trên cái ứng dụng X7 game. Ở đây anh em nhìn thấy không? Nó có những cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời này anh em này. Ngoài cách tải game, rất nhiều game trong này nó còn cho anh em những cái trải nghiệm cực kỳ nha anh em nhé. Ở đây còn có những cái hoạt động, nó còn có hoạt động tăng tốc nữa anh em. Đúng không? Đây, nó còn có hoạt động tăng tốc lên anh em nhé. Đây, ví dụ mình tăng tốc độ lên anh em. Đấy, anh em nhìn thấy nhảy không? Đó, nó giúp anh em trải nghiệm game nhanh hơn rất nhiều anh em. Đây combo đấy các bạn. Đúng không? Đây combo anh em nhớ combo. Đó, đang hướng dẫn anh em này. 1 2 3. Đấy, anh em nhìn không? 1 2 3. Chúng ta hoàn thành combo cho anh em nhé. Combo này nó sẽ tăng 50% cái gì đó anh em. Rất nhiều combo giúp anh em có thể hoàn thành được. Đấy, anh em nhìn không? Tính năng ở ngoài tải game là nó còn có cả tăng tốc trong này nữa anh em nhé. Trải nghiệm game rất nhanh. Anh em không bị lo là trải nghiệm game chậm anh em nhé. À, vút mùa luôn. Nào, tự động đánh em nhìn không? Ủa, mạnh nhanh một cách khốc liệt luôn. Có nhanh quá không anh em đây chứ? Rồi, về thằng bộ X2 nha các bạn nhé. Đó, đấy anh em nhìn không? Tăng tốc tuyệt vời nhờ. Giá như mấy con game mà Việt Nam chúng ta cũng có cái tính năng tăng tốc này thì anh em nhàn thì bao nhiêu, đúng không? Có những lúc mà chúng ta cần phải tăng tốc, có những cái thì không. Anh em hình dung không? Có những cái thật sự là phải cần phải tăng tốc anh em nhé. Ví dụ như đi ải như thế này, thật sự các bạn là rất cần tăng tốc thì đi ải như thế này, cần tăng tốc thật sự luôn. Nhanh gọn lẹ, tốc độ lên, làm cái gì động nhanh. Chứ bây giờ ngồi xem nó đánh nhiều khi cũng nản. Thì đa số là game chúng ta trải nghiệm nó rất nhiều rồi. Đa số là chúng ta đã từng trải qua và trải nghiệm rất nhiều. Đây mình sẽ chỉ lướt lướt để giới thiệu qua cho bạn thôi. Nhanh nhỉ, vui nhỉ, sướng nhỉ. Vậy đang chơi game chậm lên xong lên tăng tốc sướng thật. Đây mình mới chỉ X2 nha các bạn ơi. Đây mình sẽ thử trải nghiệm cái kiểu cảm giác mẹ mình X10 nha. Đây mình mới trải nghiệm X2 nên mình đã thấy sướng như này các bạn. Đúng không? Đây mình mới X2 nên mình đã thấy sướng như này các bạn. Nên mình sẽ thử tăng tốc lên nha các bạn ơi. Đây điểm danh này các bạn. Ấy ngày đầu nó cho 50 vé. Ua, tặng luôn cái Iori dị u đờ luôn các bạn. 50 vé này. Nào mẹ làm tí gắc trà cho nó vui vui tí anh em nhỉ. Gắc trà đâu nhỉ, đây à. 50 vé gắc trà. Rất nhiều những nhân vật quen thuộc đang hiện lên chúng ta. Đó là S được cộng tròi bốc gà. Chiu. Giảm tỷ lệ hồi máu. Đấy là tiếp theo 10 vé tiếp theo chúng ta có ai nào? Đây là ai? Vai, à không phải vai, là mây trò. Cổng thiên đường được mở ra dành cho mây trò. Sát thương tăng 30%. Sát thương tăng đến 50% với kẻ địch còn trên 7% máu. Và những cái bộ kỹ năng mà không thể nào mà quên được. Mặc dù chúng ta không cần đọc nhà hình dung không? Nó tự hiện ra trong đầu như vậy nhà. Tiếp theo nào, nhân vật tiếp theo. Mưa lần gắt trá tiếp theo. Dâu tăng thổ, giảm nộ và tăng đỡ đòn nha anh em. Chính xác là dâu sẽ là tăng đỡ đòn và giảm nộ kẻ thù nha anh em nhá. Tấn công một hàng ngàn. Chính xác là hàng ngàn nha. Ngày xưa chúng ta gọi là hàng dọc nhưng mà chính xác nó là tấn công một hàng ngàn, làm giảm nộ kẻ địch, cùng với đó là
bút đỡ đòn cho hàng trước của phe ta. Rất chất lượng đến từ vị trí của dầu Muay Thái dầu, dầu dầu, dầu dầu. Tiếp theo, 10 vé tiếp theo gọi tên ai nhở? Xa xa xa. Wow, Leo. Chuyên gia phản đòn với môn phái Kamehameha anh em ạ. Chuyên gia phản đòn với môn phái Kamehameha đến từ vị trí của Rio nha anh em nhá, từ chất SR cộng. Đây là một trong võ quần đạo của bên phía nhà Takuma, Robert, Juri và Rio. 10 vé tiếp theo của chúng ta sẽ gọi tên ai? Ezizin, ninja của sao chép, nin nin. Thật sự mình ấn tượng cái nin nin thật sự đấy các bạn đấy. Nhưng mà nó không phải ở đây. Nin nin ở trong One Piece của cái gì ở trên đảo Wano ạ. Nin nin. Mình ấn tượng cái câu đấy thật sự. Mình ấn tượng ninja ở trong One Piece còn hơn ở trong Naruto đấy các bạn nhé. Ninja sao chép, nin nin. Ok, đấy là những cái trải nghiệm cơ bản các bạn này nhìn thấy. Đây là gói Battle Pass nha các bạn nhé, đúng không? Gói Battle Pass, đây là nhiệm vụ hàng ngày. Đây. Ok, sau khi trải nghiệm sơ sơ vậy đã thì mình sẽ cho anh em để tải game thì anh em hãy truy cập ngay vào đâu nhỉ? Để tải game con game Macau F All Star này, The King of Fighter All Star Quyền Vương Chiến này thì anh em hãy vào luôn đây, chúng ta sẽ được nhìn thấy. Đây, anh em nhìn thấy cái ứng dụng đúng không? Anh em nhìn thấy ứng dụng X7 Game. Nó có một cái giao diện như thế này. Anh em chỉ cần vào cái ứng dụng X7 Game, sau đó thì search cái từ khóa tìm kiếm như này. Đây, anh em thấy search thì từ khóa tìm kiếm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả, cũng như là link tải cái app X7 Game, link tải game cũng như là cái tên của game nhé các bạn nhá. Thì đây, nó sẽ là tên của nó đây các bạn. KOF All Star Quyền Vương Chiến. Cái app này rất hay ở cái chỗ là mọi thứ nó đều có Việt hóa hết nha anh em nhá. Chúng ta có thể theo dõi được hết. Chúng ta đều có thể theo dõi được hết là chúng ta đang chơi con game như thế nào. Mà game trong này nó rất rẻ. Nạp có cốt chơi này các bạn này. Anh em nhìn đâu, đây là cái phiếu mua hàng giảm giá. Rất nhiều phiếu mua hàng giảm giá thì anh em nhá. Giảm giá đâu đó đến tầm khoảng 50, ít nhất là 50-99% anh em ạ. Cực kỳ rẻ dành cho anh em nào đam mê cái tựa game Quyền Vương Chiến này. Nạp cực kỳ rẻ. Ngoài ra nó còn có những cái gì nhỉ, voucher đấy các bạn. Đây là gift code này các bạn nhìn không, rất nhiều quà gift code này các bạn này. Gói quà đầu tiên này, gói quà độc quyền nhỏ này, gói thức tỉnh này đấy, lấy nha anh em nha. Đây em nhìn không, lấy nó sẽ có một cái code như này. Không những lấy ở đây nha anh em, đây mình sẽ lấy hết ở ngoài. Các bạn có thể lấy ở ngoài này cũng được, các bạn có thể lấy ở ngoài cái app X7 game này cũng được nha các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể lấy trực tiếp, hoặc các bạn có thể lấy trực tiếp ở trong game đây, hoặc các bạn có thể lấy trực tiếp ở trong game đây. Các bạn nhìn thấy này, ở trong game đấy nó sẽ có một cái đâu nhỉ, đây anh em nhìn đâu, nó có một cái logo mờ mờ của X7 này. Anh em chỉ ấn vào đây nhé, đó anh em ấn vào đây này. Anh em nhìn thấy không, ở đây nó trong có ba cái bên tay phải có ba cái thanh ngang. Một cái thanh đầu tiên này anh em, đó một cái thanh đầu tiên là nó sẽ giới thiệu này. Đây là cái ô thứ hai này, anh em sẽ nhìn thấy là có cái phiếu mua hàng này ấy, phiếu mua hàng giảm giá này các bạn này, lấy này. Đó, phiếu mua hàng giảm giá, tôi hiểu rồi, lấy có phiếu mua hàng giảm giá nha anh em nhé. Đây, phiếu mua hàng giảm giá này, 5 đô này, 3 đô này, 5 đô, 6, 7 đô, 8 đô, 9 đô, 1000 đô, 2000 đô nha các bạn nhé. Bưu kiện đây, gói quà tháng này, đó, gói quà Kula này các bạn. Đấy, sao chép này các bạn nhé. Đó, mình đã sao chép code thành công này. Chúng ta sẽ nhập vào này, code đúng không nhé. Mình vừa sao chép gói quà Kula này các bạn nhé. Code ở đâu nhỉ, tự nhiên lại quên sử mất nhập code ở đâu ấy. Đây các bạn. Đấy, nhiều quá rồi. Đấy, mình vừa lấy về đấy các bạn. Đấy nhá, mình sẽ lấy lại một cái code cho các bạn xem nhé. Gói thức tỉnh à, yêu cầu thành công, sao chép thành công này. Đó, sau các bạn ra nhập code vào đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Một viên đá thức tỉnh, code cũng cực kỳ nhiều các bạn nha. Để chúng ta sẽ lấy một cái code xịn hơn đi. Gói vật liệu, yêu cầu thành công này. Đấy các bạn nhé, sao chép. Đấy, các bạn chỉ việc sao chép, sau đó nhập vào đây. Code ở đây, nhập vào ô gift code, ấn một phát ra luôn, quà luôn nha các bạn nhé. Đó,
rất nhiều gift code cho anh em tha hồ trải nghiệm đấy anh em đấy. Wow, này các bạn này, tặng luôn 5 triệu điểm VIP. Wow. Wow, tặng luôn 5 triệu điểm VIP. 10.000 kim cương. Ôi xôi, ôi 5 triệu điểm VIP lên VIP mấy anh em? Lên thẳng VIP 15 luôn. Ngầu chưa? Tặng 5 triệu điểm VIP mà lên thẳng VIP 15 luôn. Nào, bây giờ thì chúng ta tha hồ mua mốc VIP vào trong này anh em nhé. Rồi, ví dụ gói 6 tệ. Các bạn mua một gói 6 tệ. Rồi, các bạn nhìn đâu, giảm giá này. 6 tệ. Mà bây giờ các bạn nhìn này, giảm giá này, phiếu giảm giá được áp dụng này, sử dụng này. Đó, các bạn chỉ phải trả 0.35 tệ, nó quá rẻ đúng không anh em? 6 tệ mà về còn 0.35 tệ. Nó rẻ một cách kinh khủng luôn đúng không anh em? Đó. Nó rẻ một cách kinh khủng tởm luôn đấy anh em nhá. Đấy. Các bạn có thể mua ở đây bằng thanh toán bằng Việt QR. Đây, ví dụ mình thanh toán bằng QR anh em nhá. Nó sẽ hiện ra một cái code. Nó sẽ hiện ra một cái mã QR. Anh em chỉ cần quét cái mã QR này bằng các ứng dụng như kiểu là Momo, Zalo Play hay là Viettel Money hay là thẻ ngân hàng đều ok hết nha anh em nhá. Đó, rất tiện dụng đến từ vị trí tạp thẻ của con KOF All-Star Quyền Vương Chiến phiên bản X7 Game này anh em nhá. Rất rẻ tiện dụng. Tặng thẳng VIP luôn anh em. À cướp nhỉ. Tặng VIP 15 luôn. Ngầu vãi. Ngầu vãi luôn anh em. Giờ mua VIP ở đâu nhỉ? Cái lên thẳng VIP 15 rồi đấy anh em. Cho VIP 15 luôn. Ngầu vậy. Cắt nền tự động trải nghiệm. Ngoài ra nó còn có cả dịch thuật nhá anh em nhá. Đây anh em nhìn thấy này, ngoài ra nó còn có cả một cái gì nhỉ? Đâu nhỉ? Nó đâu rồi? Cái app nó chạy đâu rồi anh em? Đây các bạn ấn vào đây các bạn còn có cả dịch thuật nữa nhá các bạn nhá. Đây. Ở đây nó còn có cả ngoài tăng tốc ra này nó còn có cả bản dịch nữa anh em nhá. Nó dịch thuật trực tiếp lên cho anh em luôn. Nhấn vào bóng nền nó sẽ hiện thị hết nha anh em nhá. Đây. Dịch thuật đâu nhỉ? Cái app dịch thuật đâu anh em nhỉ? Ngoài ra nó còn có cả dịch thuật nữa anh em này. Tuyệt vời không anh em? Tặng luôn một con UR nữa này. À 10 tệ anh em nhá. Cái này là giá 10 tệ. Các bạn nạp vào tặng luôn một con UR ở đây này. Kẻ gói 10 tệ này cũng giảm giá này anh em nhá. Đây 10 tệ còn có các bạn có thể áp cái mã 5 tệ này vào. Đúng không? Các bạn áp vào cái mã 5 tệ này vào nó chỉ còn có 1.75 tệ được. Rất rẻ. 1.75 tệ tính ra là 1 tệ đâu đó tầm khoảng 3.500-4.000. 1.75 tệ nó rơi tầm khoảng 10.000. Quá rẻ anh em ạ. Rẻ thật sự rồi đúng không? Rẻ thật sự đấy anh em nhé. Wow, tặng cái gì vậy? 60.000 với cả 120 triệu cái gì đấy các bạn? Không biết đây là cái gì nốt. Tặng luôn cho các bạn một con Google à? À không phải. Cái này là cái gì đấy các bạn? Quay bao nhiêu lần đây à? Các bạn sẽ nhận được SSR này các bạn này. Đây là shop nha các bạn nhé. À nó vừa cho mình cái này để mua này nha. Wow. Nó vừa cho đây để mua mảnh siêu vạn năng này các bạn. Cái này nhìn ra cái là mảnh siêu vạn năng này các bạn. Đây VIP 15 này các bạn. Rồi mốc VIP. Tặng full VIP 15 luôn. Tha hồ nhá anh em nhá. Tha hồ trải nghiệm nhá đúng không. Tặng full VIP 15 luôn. Mua mắc quà luôn. Đây là món quà mốc VIP này. Ấy, lại giảm giá còn 1 kim cương. Wow, sướng không? 1 kim cương. Dành cho anh em nào vẫn còn đam mê với con game Quyền Vương Chiến này thì hãy nhanh tay vào app X7 Game và tải để trải nghiệm rồi nha bạn. Đúng không? Nó cho quá nhiều. Việc của chúng ta chỉ việc cày cuốc và chơi rồi. Đúng không nhỉ? Code thì rất nhiều. Quà thì cũng rất nhiều, rất rẻ đi nhỉ. Nạp thì cũng cực kỳ rẻ. Giảm giá từ 50-90% anh em. Giảm giá từ 50-90% anh em nhé. Mình vẫn ở đâu nhỉ? Đâu rồi? Đâu rồi? Nó đâu rồi anh em? Mình vẫn ở đâu nhỉ? Đây là quà nha các bạn nha. Wow,
đây là mảnh SP này các bạn này. Đây này, cái này là mảnh SP nha các bạn nhá. Cái con gì nhở? Wow. Đây là thẻ tháng này các bạn này. Ấy, kích hoạt này. Kích hoạt thẻ tháng luôn đấy các bạn này. Cái gì nhở? Cái con gì nhở? Con Sandwood kia là SP đấy nha anh em nhá. Cái con Sandwood SP đấy nha anh em nhá. Đúng không? Con này cực kỳ rẻ luôn. Quá nhiều quà để anh em tha hồ chơi nha anh em. Tha hồ chơi nha anh em. Chỉ sợ anh em không có gì nhỉ, không có thời gian để nhận đấy các bạn. Này, wow, đây là ca phẩy SP à các bạn. Sao thằng ca phẩy nhìn lạ nhỉ, nó update lên à. Wow, Athena này. Sao Athena nhìn khác thế nhỉ. Bỏ ra 888 tệ đấy các bạn này. Bỏ ra 888 tệ. Đây, giảm giá này, 65% off. Anh em nhá, giảm giá 65% off luôn. Giảm giá 65% off luôn anh em nhé. Đây, dụ sử dụng này. Còn có 280 tệ này. Kinh thật. Ca phẩy đẹp thế nhở. Ồ, thằng này có phải ca phẩy hay là Q của nó nhở anh em nhở. Sao nhìn nó đẹp cũng ngầu nhở. Hồi trước mình chơi làm gì có cái này đâu các bạn. Đấy nha, cái dụ cái gói 1 tệ này chắc là free luôn anh em. Mua free được cái gói 1 tệ này không. À, vẫn thành cái 0, có được 0.35 nhé anh em nhé. Rất nhiều phiếu win yên nhất là anh em sẽ phải. Đây anh em VIP 15 đây các bạn. Nạp tiếp lên VIP 16 nhé. Đây. Quà đây các bạn. Đó, các bạn nhìn không? 84.000 để mua con này á. Thốn thế. 84.000 kim cương. Ủa, 64.000 kim cương để sở hữu Nokuru các bạn. Nokuru các bạn. 84.000, 64.000. Wow. Đây các bạn muốn mua Tari này các bạn này. 114.000 kim cương, giảm giá từ 988 kim cương về 114.000. Cho lên VIP 15 thì sớm muộn này các bạn cũng phải mua mấy gói này thôi đúng không anh em. VIP 15 này các bạn. Bỏ ra 394.000 các bạn sẽ sở hữu Yori từ chất SSR này các bạn nhá. Đấy, đây nó cho free rồi các bạn. 694.000 để sở hữu hồn vũ khí của Yori các bạn. Đây là VIP 16 này các bạn này, đúng không? VIP 17. Wow, sở hữu Orchid và chiến hồn của nó nha các bạn nha. VIP 18 Kionet. Yeah. Ula. Ngầu nhỉ. Kionet vẫn là đẳng cấp. Vẫn là đẳng cấp nha anh em nhỉ. Quá đẳng cấp. Nhìn Kionet lại nhớ đến xếp dương ngày xưa nha anh em nhỉ. Nhìn Kionet lại nhớ đến xếp dương ngày xưa anh em nhỉ. Đẳng cấp thật sự. Đẳng cấp thật sự anh em ơi. Cái này chơi xúc sắc là 15 vòng anh em sẽ nhận được mảnh vạn năng. Đấy anh em nhìn thôi. Nói chung là bây giờ anh em mà chơi mấy con game này thì nhàn lắm đúng không. Đa số là chúng ta mẹ mày chơi kiểu lão làng. Đa số là kinh qua hết rồi là chơi cái là rất là nhẹ nhàng. Cần như nó rất nhẹ nhàng đúng không. Không có cái gì có thể nhẹ nhàng hơn được nữa. Như là Athena, Athena, Asamia. Rất nhẹ nhàng rồi. Nhẹ nhàng anh em. Wow, quà VIP 15 à. À cái này lại nạp 10 tệ anh em này. Kiểm tra số dư 10 tệ về 1.75 tệ, rất rẻ. Đấy, như mình chia sẻ anh em là những gói nạp này quá rẻ anh em mà trải nghiệm. Không thể rẻ hơn được nữa. Đúng anh em. Không thể rẻ hơn được nữa rồi anh em. Không thể rẻ hơn được nữa. À, còn 10 cái lắc chai nốt anh em nhé. Billy. Thằng này có cái điệu cười xong rồi múa côn đấy, chất lượng em này, chất SR. Đó là Billy, công tử của nhà Single Zabura, đệ tử của Kyo với chuyên gia giảm nộ anh em nhé. Đòn đánh dùng bật lửa để tạo ra lửa. Một fan cuồng thực sự anh em, chính xác gọi là fan cuồng thực sự của Kyo luôn anh em. Fan cuồng đến nỗi cuồng nhiệt luôn, không thể cuồng hơn được nhé anh em nhé. Không thể cuồng hơn được nữa. Đây nha, anh em có nhớ đến cái combo này không? Quên làm sao được đúng không anh em? Quên làm sao được những combo như này nhé. Những combo như này. Đây, bắt buộc anh em phải combo đúng như anh em nhé. 3-2-1. 3-2-1. Đó, thì nó sẽ làm combo rồi. Đấy là, khét lẹ.
Nói chung là mỗi con game phải có cái kiểu này nữa, đúng không? Không biết là có những cái con game có kiểu khác hay không, nhưng mà thật sự là cái combo này làm cho chúng ta nhớ đến nhiều điều lắm. Ngày xưa là đi cái gì ấy, mình nhớ là đi cái gì ấy, phải dùng cái combo này. Đấy, 1321. Có combo hồi nộ, có combo gì nữa. Nói chung nhiều combo. Sau này nó ra 4-5 đấy. Sau này nó ra nhiều combo chứ đâu phải là một combo thôi anh em, đúng không? Sau này nó ra nhiều combo mà. Đây. 1 1 1. Mình nhớ ngày xưa nó còn combo. Không nhớ nhưng mà nhưng bây giờ nó bị lót xong rồi đây. Nó lại quên sử mất những cái kiểu này đây anh em. Nó hút những cái gì nữa cơ. Hay lắm. Một chút mình nhớ nhỉ. Cái con vì nhớ về con game thì nó khá độc lạ ở cái chỗ combo kiểu này, nó không giống những như không giống những cái con game mà đánh tơn bát 6v6 kiểu khác, mà nó lại đi theo một cái kiểu combo rất độc lạ như này anh em nhá. Đó là cái trải nghiệm rất nhẹ nhàng của mình với cái tựa game KOF All Star Quyền Vương Chiến này anh em, phiên bản của X7 Game. Anh em nào thích trải nghiệm thích chơi thì có thể tải app X7 Game cũng như là tìm con game này chơi nha anh em nhá. Một cái app mà đưa đến cho chúng ta rất nhiều trò chơi và theo mình nghĩ là nó cũng rất là tuyệt vời. Anh em có thể trải nghiệm với con game KOF All Star Quyền Vương Chiến này anh em nhé. Đó, đây, giới thiệu lại một lần nữa. Đây là con ứng dụng X7 Game nha anh em nhé. Một ứng dụng rất dễ chơi. Anh em có thể tìm kiếm bất kỳ một con game nào anh em thích. Đó, anh em chỉ cần việc tìm kiếm thôi. Rồi. Tất cả những thông tin về tải app cũng như là link tải con game này mình đều chia sẻ ở dưới nha anh em nhé. Một cái ứng dụng rất đa năng, đúng không? Một ứng dụng rất đa năng. Anh em không phải đi lên fanpage hay group để xin code cùng làm cái gì nha. Tất cả code nó đều có trong này hết nha anh em nhé. Có những cái code nào thì nhà phát hành sẽ đều ứng dụng này nó sẽ đều mang đến vất lấy luôn cho anh em luôn. Anh em chỉ việc sao chép và mang về thôi. Đó. Ngoài code ra thì còn những con phiếu giảm giá cực kỳ, phiếu mua hàng cực kỳ nhiều, cực kỳ giảm giá luôn anh em, giá cực kỳ rẻ, mua càng nhiều giá càng rẻ, tối đa lên đến 99,9% giảm giá cơ mà anh em, khốc liệt thật sự nha anh em nhá. Ok, clip này mình xin phép tạm dừng ở đây thôi, hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Đừng quên theo dõi mình cũng như là những cái tựa game khác đến từ X7 Game này anh em nhá. Hẹn gặp lại và bye bye, see you again.